ông đó ông mới vừa xuyệt điện xong ở khúc bên kia đó, chứ ông qua tới cái khúc này ông xuyệt tiếp nè, hay là ông đi khúc khác á. Nghĩ nếu như mà ở đây có cá, mình nghĩ chắc cũng cá trê, cá lóc gì đó thôi. Ở trong rậm nè. Để đi dọc theo cái đại đường mòn này thử xem nó sẽ dẫn mình đi đâu. Cỏ mịn ghê á. Nè. Cỏ rất là mịn luôn. Cỏ này giống như là cỏ trong sân đá banh vậy, rất là mịn. Ồ. Có mấy cái ngôi nhà kìa. Nhìn khung cảnh nè. Thiệt sự luôn á, nhìn cái khung cảnh này muốn sống ở đây luôn á. Thanh bình gì đâu á. 12 giờ trưa rồi. Nghe tiếng gà gáy. Mà ngày hôm nay trời âm u. Khung cảnh thật là buồn, tuy mát nhưng mà buồn. Tiếng gà gáy, bướm bay nè, bướm bay trên mấy cái bông hoa. Trời trong xanh luôn á, trời này ngày hôm nay rất là xanh. Cái ao sen của người ta nè, thấy lá không à, không có thấy búp, chắc là búp người ta búp hết rồi. Wow, đây có một cái cây cầu nữa nè. Cây cầu này dẫn vô nhà của người ta, mình không có đi được. Ruộng lúa, ruộng đồng, mênh mông bao la luôn. Đã không? Tới này là đường bắt đầu lầy lội khó đi rồi. May mà chưa mưa á. Chắc là ngày hôm qua hôm kia gì á. Mưa nên là đường vẫn còn lầy lội. Chạy xe đi bộ thì được, nhưng mà chạy xe á, bánh xe nó sẽ bị trơn trượt. Rất là khó đi. Đó, khung cảnh nè. Vùng quê thật là yên bình ha. Ồ, có mùi của mấy con chuột mà nó bị ngẫm á, nó rất là hôi. Dưới này có cây trứng cá nữa nè, mấy cây trứng cá nó mọc dài á nên là trứng cá nhiều lắm. Cây chuối nè, chuối không có trái nha. Trời 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 trời. Mấy con bò vẽ, mấy con gì chuồn chuồn quá trời luôn. Một đống chuồn chuồn luôn. Nó bay mất tiêu rồi. Nói chuồn chuồn bay một đống luôn, sắp mưa á. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Ồ, nó bay thấp thấp nè. Một đống chuồn chuồn bay thấp thấp nè. Quá trời chuồn chuồn bay thấp luôn, có nghĩa là sắp mưa rồi. Mấy cái cây chuối nè. Ở Sài Gòn chắc là ít ai thấy mấy cây chuối đúng không? Mà về mấy cái vùng quê á, mấy cây chuối nhiều lắm. Người ta trồng á, chủ yếu là họ lấy lá, họ bán á, để gói bánh tét. Nó đi dọc dọc vô trong đó cũng còn nữa. Đã thiệt. Nếu như mà ai cho mình về quê sống á, mình cũng thích sống ở dưới quê. Nó đỡ xô bồ, nó đỡ ồn ào á.
mình có thể đi trồng cây, nuôi cá, đào ao này nọ, dùng sống một cuộc sống nông thôn giản dị. Thấy vậy mà vui nha, cứ thấy cuộc sống á, ở Sài Gòn, ở thành phố này nọ, tuy là có nhiều điểm để đi chơi mà thật sự mình đâu có bao giờ mình đến mấy cái chỗ đó đâu. Nên đó mình những cái điểm vui chơi đó cũng chẳng có quan trọng gì. Mà sống ở dưới này á mới gọi là tận hưởng cuộc sống. Mỗi buổi sáng ra nằm ở trên võng hoặc là bắt một cái ghế gì đó, ngồi nhìn cánh đồng, rồi uống một ly trà, một ly cà phê hay là một trái dừa. Như vậy là cũng đủ rồi. Lúc này mấy cái nhà ở phía đằng xa xa họ mở bolero, họ mở loa lớn. Trời, giữa cánh đồng như vậy mà nghe nhạc bolero á, buồn thúi ruột luôn, rất là buồn. Bướm bay nè. Trời á, càng lúc càng âm u rồi. Cái này biết cái gì nhô lên không? Kiểu kiểu mà giống như là cái cống thoát nước vậy. Ở dưới mấy cái vùng quê ấy, hay có đó. Này trong này là cái cống chắc luôn. Mình bước vào coi. Đó. Cái đập ngăn nước nè. Đó đây là cái cống chắn nước nè. Nếu mà muốn nước chảy vào á, hoặc là ngăn nước chảy vào á, thì mình có thể mở cái nắp cống này lên hoặc là đóng nó xuống tùy. Ở phía bên bến Bình Đông, không phải bến Phú Định á, nó cũng có cái cống đó nữa. Thấy cái lá sen ở phía đằng đó không? Đó cái lá sen đó đó, nó có mấy cái giọt nước ở trên lá sen á, nhưng mà nó không có thấm nha. Những cái giọt nước đó, nó tụ lại rồi nó tròn vo, chứ nó không có thấm vô trong cái lá sen. Do là cái bề mặt lá sen hay lá súng gì đó đó, nó có những cái sợi lông tơ nhỏ nhỏ rất là mịn. Nếu như mà mình dùng kính lúp á, thì mình mới thấy, hay là mình lấy tay mình rờ lên trên á, thì mình sẽ thấy có một cái lớp dạng giống như một cái lớp lông lông vậy á. Thì nó có tác dụng là nó sẽ chống thấm nước. Nó nên là những cái giọt mưa hay là những con cá dưới á, nó quẩy quẩy đuôi á, nước nó dâng lên trên những cái lá đó, thì cái lá nó không có bị thấm nước, mà nước nó sẽ ở trên bề mặt, nó tụ lại thành những cái giọt rất là rõ luôn. Mấy cái cây trứng cá nè, có mấy con ong á, do là trứng cá ngọt á, có mấy con ong nó hút mấy cái chất ngọt ở trong cái trái trứng cá đó, nhiều con ong lắm. Ôi, khung cảnh thật là yên bình, thiệt sự yên bình lắm luôn á. Ở phía đằng xa xa kìa, thấy có cái phần mộ á, có cái mái che á. Chắc là nhà người thân của mấy cái phần mộ này nè, là cũng ở gần đây thôi, tại vì do đây không phải là nghĩa trang nên là những người ở dưới quê á, họ mất họ thường chôn ở trong đất vườn đất nhà của họ đó, thì mình nghĩ là như vậy. Là nhà thân nhân của cái phần mộ đó là cũng vòng vòng ở đây. Đó, đây là đất nhà của người ta, đất ao, đất ruộng á. Dưới quê một người có thể, nếu mà có đất thì đất cũng rộng lắm. Chủ yếu là đất ruộng, đất làm nông của ông bà, cha mẹ của họ để lại á, nên rất là rộng luôn. Chứ cái đất này cũng đâu có quy hoạch này kia xây dựng được đâu. Cho là cái đất nó mềm quá, không thể nào mà xây dựng được. Gió nè. Ồ, ngày hôm nay thì đi xuống đây đã thiệt luôn á. Hồi sáng á, thì mình tính đi Cần Giờ, nhưng mà nghĩ lại thôi, hồi sáng trời âm u á, mình tính đi qua bên đảo Thạnh An Cần Giờ chơi, nhưng mà nghĩ lại trời âm u, sợ đi qua bên đó rồi giông gió bão bùng này kia không có về Sài Gòn được á, nên là mình chạy vòng vòng xuống đây chơi. Ai dè kiếm được cái chỗ này đã thiệt sự luôn á, đã lắm, gió mát kinh hồn luôn, khung cảnh thì bình yên nè, nó ngắm trời ngắm mây. Không có sông suối thôi, nhưng mà có ao, có ruộng.
nó nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gà gáy. Nhưng mà ở dưới quê á, nghe tiếng gà gáy á, nghe nó thanh bình gì đâu á, thiệt sự luôn á. Ở thành phố nha, nếu như mà nghe tiếng gà gáy á, nhiều khi buổi sáng á, nghe nhức đầu, nhưng mà ở dưới quê á, khung cảnh yên bình như vậy nè, có tiếng gà gáy á, nghe nó rất là yên bình luôn. Có tiếng máy bay nữa, nhưng mà không có thấy máy bay được đâu. Ôi ôi, coi đám mây đen nè. Hồi nãy chuồn chuồn nó bay quá trời luôn á, nên bởi vì á, dân gian nó đúng mà. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Đó, nãy chuồn chuồn bay quá trời luôn, tự nhiên bây giờ mây đen nó kéo nguyên một cụm luôn nè. Mây đen chỗ này nguyên một cụm luôn. Đó, nghe tiếng máy bay không? Máy bay rồ 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 á. Nhưng mà không có gì được. Mới hái trái trứng cá à. Đây quá trời trái trứng cá luôn. Hái ăn ngọt đê luôn á. Nè. Trái trứng cá hả? Không hiểu sao nha, nhiều người á họ ghét mấy cái cây trứng cá lắm. Do là mấy cái cây trứng cá nó rất là dễ sống nha, những cái trái trứng cá mà nó rụng á, nó rụng tới đâu là cây nó mọc tới đó. Nên bởi vậy á, dọc dọc theo cái đoạn đê này nè, có rất là nhiều những cái cây trứng cá mọc hoang luôn. Nói như vậy trái trứng cá ngon mà, ngọt ghê luôn á. Nè, trái trứng cá nè. Đỏ ao à. Mà nó ú nù à, ngọt ngọt ghê luôn á. Trái trứng cá nhiều người nói ăn bị ung thư nhưng mà thật sự ra không có nha. Trái trứng cá nó có rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa, nên là dù cho là bị huyết áp, tiểu đường, tim mạch gì á, ăn cũng đều có lợi hết á, chứ nó không có hại gì. Mà nó không có tăng đường trong máu lên, mà ngược lại á, ăn trái trứng cá nó còn có thể giúp cho mình ổn định được đường huyết nữa. Đã quá không? Ở đây nè, người ta xả rác cũng nhiều. Ôi ruộng lúa nè, ruộng đồng nè. Tuyệt vời luôn á. Hồi nãy có cái ông đó, ổng cầm cái đồ xuyệt á, ổng xuống đây ổng xuyệt nè. Nhưng mà nước có vẻ thấy ô nhiễm á, nó nổi bọt á. Nước có vẻ như là ô nhiễm á. Nó thì ổng xuống đó ổng xuyệt, không biết ổng xuyệt ổng bắt cái gì. Đó, khung cảnh quê nè. Điều hiu luôn. Đã thiệt sự luôn á chứ. Tự nhiên có cây dừa mà người ta đục lỗ làm gì nè, không biết đục lỗ để làm gì luôn á.